Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công. Tập 138. Chương 1371, cuối cùng, 2. Ở trong tin tức tình báo, Úc Tu chính là cao thủ đứng đầu Phong Duyên Trai, trong bọn họ không chừng còn che giấu mấy vị tiên nhân. Hắn là chiến lực mạnh nhất, tất cả cần phải mang theo bảo vật áp trận. Hơn nữa, mục tiêu quan trọng nhất là tinh thần dịch có tới 99% ở trên người đối phương. Thủ lĩnh tiên nhân áo đen tất nhiên sẽ không bỏ qua. Các phỉ tiên còn lại chỉ có thể dựa vào vận may của mình để truy kích tiên nhân Phong Duyên Trai khác đang chạy thục mạng. Phỉ tiên lựa chọn truy kích Phương Tịch che kín người trong một bộ trường bào màu xanh sẫm. Lúc này, hắn nhìn theo hướng Phương Tịch rời đi, trên mặt thoáng hiện ra nụ cười lạnh. Thuật độn thổ à? Mặc dù độn thuật ngũ hành chỉ là pháp môn nhỏ, nhưng ở trong tay tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh, một lần chỉ có thể trốn xa vài dặm, đến trong tay Phương Tịch lại là 10.000 dặm. Tu sĩ mặc trường bào xanh sẫm hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vài từ. Từ trong tay áo hắn lập tức vọt ra một mãng xà màu xanh lục giống như bộ xương khô. Toàn thân mãng xà màu xanh lục bốc lên ngọn lửa màu xanh biếc, ngọn lửa này hừng hực thiêu đốt lại giống như không nóng lắm. Mãng xà màu xanh lục vừa xuất hiện, lại quấn quanh ở trên người tu sĩ mặc trường bào xanh sẫm, phun ra cái lưỡi giống như ngọn lửa có vẻ vô cùng thân thiết. Nếu không phải muốn che giấu thân phận, ta đâu cần phải phiền phức như vậy. Tu sĩ mặc trường bào xanh sẫm lẩm bẩm, ấn quyết chợt biến đổi. Hắn ép từ trong ngón tay ra một giọt máu tươi đỏ sẫm. Máu của tiên nhân tất nhiên không thể coi thường được. Hỏa mãng màu xanh lục này nuốt một giọt tinh huyết này, lập tức gào thét một tiếng, nuốt tu sĩ trường bào xanh sẫm vào trong đó, tiếp theo chui vào hư không và bỗng chốc biến mất. Vèo, Phương Tịch đang khống chế ánh kiếm bay, phía trước bỗng nhiên lóe lên màu xanh sẫm và hiện ra một bức tường lửa màu xanh lục thông thiên triệt địa. TT, một hỏa linh mãng xà lớn hiện ra, phun một ngọn lửa về phía hắn. Hả? Phương Tịch vung thổ đức kiếm lên. Kiếm này chính là phi kiếm thuộc tính thổ hiếm thấy, vừa dày vừa nặng. Ánh kiếm cũng vô cùng cô đọng, giống như núi non trùng điệp, trong nháy mắt lại bố trí 18 ngọn núi hội tụ thành một tấm lá chắn đất đá. Hỏa diễm màu xanh lục rơi vào trên tấm lá chắn màu vàng đất, lập tức bốc cháy hừng hực. Pháp tắc hóa hình, một tiếng kêu kinh ngạc và nghi ngờ vang lên. Một phỉ tiên mặc trường bào màu xanh sẫm bất chợt bước ra khỏi bức tường lửa, xem ra hôm nay ta thật sự bắt được một con cá lớn rồi. Chỉ dựa vào các người cũng muốn bắt ta, khó tránh khỏi quá khinh thường ta rồi. Phương Tịch lắc đầu và tùy tiện vẫy tay một cái. Một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra, không ngờ khiến cho bức tường lửa kia không ngừng rút lui. Đây không phải là thần thông bản thân hắn, mà lấy chư thiên bảo giám mượn uy lực của bản tôn, lực linh vực, địa tiên. Phỉ tu mặc trường bào màu xanh sẫm như đang nhớ lại điều gì, hóa ra là phù sư khách khanh mới tiến vào Phong Duyên Trai. Phương Tịch, chính thị bản tọa, không biết các hạ là. Phương Tịch khống chế thổ đức kiếm, đầy trời lập tức hiện ra bóng núi cao chồng chất, ép về phía phỉ tiên mặc trường bào màu xanh sẫm. Ha ha, nếu làm phỉ tiên, ngươi cảm thấy bản tạo có nói lộ ra thân phận thật sự không? Phỉ tiên mặc trường bào màu xanh sẫm cười lạnh, một thanh loan câu bay ra khỏi tay áo của hắn. Loan câu này có đường cong quỷ dị, trên sống dao có hoa văn giống như mảnh vảy, khiến cho người ta liên tưởng đến rắn hổ mang. Tay hắn bấm một kiếm quyết, loan câu bay ra, lập tức hóa thành hàng nghìn hàng vạn tia sáng. Đinh đinh đang đang. Trong phút chốc, phi câu và thổ đức kiếm giao đấu ác liệt ở trong hư không, hàng nghìn hàng vạn tia kiếm quấn lấy nhau. Một tiếng động bỗng nhiên truyền đến. Vạn xà câu của ta. Phỉ tiên mặc trường bào xanh sẫm nhìn thấy trên phi câu của mình hiện ra một lỗ thủng và gãy đôi, trong lòng không khỏi nhức nhối. Nhưng hắn rất nhanh đã chẳng còn tâm tư nào nhức nhối nữa. Ngũ nhạc chân hình. Phương Tịch thò tay ra chộp một cái, trong không trung bỗng nhiên hiện ra năm ngọn núi lớn với xu thế Thái Sơn ép đỉnh. Phỉ tiên mặc trường bào xanh sẫm thân hóa độn quang, nhanh chóng lui về phía sau. Một đường kiếm quang thình lình hiện ra, trong nháy mắt đã đột phá bảo quang hộ thể của hắn. TT.
con mãng xà lớn giống như bộ xương quấn quanh trên thân Phỉ Tiên chợt lao ra, bị hàng nghìn hàng vạn ánh kiếm cuốn ra, bỗng nhiên hóa thành một làn khói xanh tiêu tan. Cách đó không xa, Phỉ Tiên mặc trường bào xanh sẫm hiện ra, giọng khàn khàn thê lương, linh sủng của ta. Không ngờ là bí thuật mượn linh sủng chết thay. Thực lực ngươi không tệ, đáng tiếc lại chọn ta. Phương Tịch cầm Thổ Đức kiếm trong tay và nhẹ nhàng bắn ra. Thổ Đức kiếm lập tức phát ra một âm thanh rất trong trẻo, trên thân kiếm hiện ra từng ngọn dãy núi quanh co. Chương 1372, tin tức 1. Sơ Nhạc Châu hóa thân trời sinh thân thiết với pháp tắc phổ, sau khi lĩnh ngộ một lúc lại đạt đến cảnh giới pháp tắc hóa hình. Hơn nữa, hắn đã sớm không phải là địa tiên. Trước đó, Phương Tịch suy diễn bí thuật Hỗn Nguyên Tiên Lục đã sớm cải tạo qua nguyên thần của mình. Bây giờ, tuy hắn tuyên bố với bên ngoài mình vẫn là địa tiên, trên thực tế hóa thân này đã là thiên tiên phẩm từ lâu. Hỗn Nguyên Tiên Lục vừa dao động, Thổ Đức kiếm vui mừng reo lên, ánh kiếm của nó bỗng nhiên tăng vọt gấp 5 phần. Từng dãy núi nhỏ ép xuống, khiến Phỉ Tiên mặc trường bào xanh sẫm đỡ trái hở phải, từng món bảo vật hộ thể trên thân nổ tung. Đáng chết! Hắn chửi một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Người này tuyệt đối không phải là địa tiên bình thường. Hắn đã giao đấu với rất nhiều tiên nhân, biết được với biểu hiện của Phương Tịch tuyệt đối không phải là tiên nhân vừa thăng cấp. Nói là tồn tại chân tiên viên mãn, đạo quân một bước, hắn cũng tin tưởng. Lúc này, ngươi còn muốn chạy sao? Khó tránh khỏi quá muộn rồi. Phương Tịch quát lạnh một tiếng, ánh kiếm của Thổ Đức kiếm bỗng nhiên đuổi theo Phỉ Tiên mặc trường bào xanh sẫm và nhanh chóng chém một phát. Ảo ảnh một ngọn núi lớn màu vàng đất ầm ầm đập xuống. Kiếm này dung hợp giữa linh hoạt và dày nặng, lại mang cảm giác tránh cũng không thể tránh được, dao động pháp tắc của nó càng khiến Phỉ Tiên mặc trường bào xanh sẫm khổ sở muốn nôn ra máu. Hắn bỗng nhiên xé rách trường bào màu xanh sẫm trên thân, dưới chân hiện ra hai vòng phong lôi luân. Chỉ nghe tiếng sấm và gió vang lên, một bóng người đã xuất hiện ở cách đó mấy ngàn dặm, vừa lóe lên lại đi xa tới vạn dặm. Phong lôi luân, hóa ra là phong lôi tử đạo hữu. Phương Tịch cười dài một tiếng. Vị tiên nhân này chế luyện một đôi pháp bảo phong lôi luân, cũng có chút danh tiếng ở Bắc Thần Tiên Vực, tốc độ độn địa còn vô cùng kinh người. Nhưng lúc này, phong lôi tử bay ra ngoài vạn dặm, trên mặt vẫn còn lộ vẻ sợ hãi, đây thật sự là địa tiên sao? Trong phút chốc, hư không phía sau hắn lóe lên, Thổ Đức kiếm bay ra. Một ngọn thần sơn màu vàng đất ép xuống, thậm chí ảnh hưởng tới phạm vi vạn dặm, khiến hư không vặn vẹo. Phụt, Thổ Đức kiếm xuyên qua phong lôi tử, để lại một vết thương sâu ở trước ngực đối phương. Thông qua vết thương này, có thể mơ hồ nhìn thấy nguyên thần của phong lôi tử. Hư không nhộn nhạo ra từng gợn sáng vô hình. Tiếp theo, Phương Tịch chậm rãi đi ra, trên đỉnh đầu là một miếng hư không đạo chủng với hình thức ban đầu đang phong tỏa hư không xung quanh, khiến nguyên thần sấm sét không thể trốn thoát. Ngươi tuyệt đối không phải là Phương Tịch. Trong nguyên thần sấm sét truyền ra thần niệm đầy khiếp sợ của phong lôi tử, người mới tiến vào địa tiên tuyệt đối không thể mạnh như thế. Không ngờ ngoài pháp tắc thuộc tính thổ, ngươi còn ngưng tụ ra đạo chủng thuộc tính hư không. Mức độ đáng sợ này thậm chí còn vượt quá thủ lĩnh Phỉ Tiên. Pháp tắc hư không am hiểu di chuyển trong hư không nhất. Sau khi ngưng tụ đạo chủng hình thức ban đầu, còn có thể làm được thuấn di trong khoảng cách ngắn. Mặc cho phong lôi tử có tốc độ độn địa kinh người thế nào, làm sao có thể bằng được trực tiếp truyền tống đến trong nháy mắt. Không cần kéo dài thời gian nữa, những thủ đoạn nhỏ của ngươi để mật báo hoặc cầu viện đều không truyền ra được đâu. Phương Tịch thu lại Thổ Đức kiếm, Đô Thiên Liệt Hỏa kiếm trong tay chém ra một kiếm, tất cả thiên địa đều biến thành màu đỏ. Từng tầng Đô Thiên Liệt Hỏa quấn quanh lao xuống, không ngừng hao mòn nguyên thần sấm sét. Trong bóng tối, Thái Ất Vô Hình kiếm lóe lên, ánh kiếm bỗng nhiên hóa hình và bắn ra vô số phi châm, xuyên qua phía trên nguyên thần sấm sét. Không! Phong lôi tử kêu thảm một tiếng, nhưng chung quy khó có thể chống đỡ được kiếm khí của Thái Ất Vô Hình kiếm, nguyên thần hoàn toàn tan biến. Tiếp theo, chỉ còn lại món pháp bảo hư không cùng với một đôi phong lôi luân lơ lửng. Ở giữa không trung, Phương Tịch khẽ vẫy tay, lại thu pháp bảo hư không và phong lôi luân lại, chỉ thấy phong lôi luân này có màu trắng bạc. Mặt ngoài còn có tia điện nhảy nhót và phóng ra linh áp mạnh mẽ, quả nhiên là một món dị bảo hiếm có. Cho dù phong lôi tử này không phải là chân tiên viên mãn, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ sợ lai lịch từng người trong nhóm Phỉ Tiên này đều không nhỏ, hy vọng đám người Húc Thanh có thể bình an.
Phương tịch thu hai thanh kiếm Đô Thiên Liệt Hỏa và Thái Ất Vô Hình, lại trang bị Thổ Đức Kiếm, sau đó nhanh chóng chạy về hướng Phong Tuyết Sơn. Lần này, Bắc Thần Tiên Cung gặp phải Phi Thăng Minh tập kích mới là chuyện lớn nhất ở Bắc Thần Tiên Vực. So ra, trên đường bọn họ gặp phải Phỉ Tiên chẳng qua chỉ là chút dư âm mà thôi. Hắn vẫn phải trở lại trong Phong Duyên Trai mới có khả năng dựa vào mạng lưới tình báo trải rộng khắp tất cả vực của trai để nhận được tin tức mấu chốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1373, tin tức 2. Phong Tuyết Sơn vẫn đang đổ tuyết lớn. Trai chủ Úc Huyên đứng một mình ở trên một tiểu lâu, nhìn hoa mai nở trong gió tuyết. Hoa mai cực tươi, bây giờ lại hiện ra màu máu. Ngũ ẩn mai có khả năng bói toán, do phụ thân tốn bao công sức mới cấy ghép được. Bây giờ, nó đã nở rộ và hiện ra màu máu. Chỉ sợ chiến loạn này không tốt. Úc Huyên nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt không khỏi hiện vẻ u sầu. Thất tiểu thư, lại đang ngắm mai à? Một vị quỷ tiên tới gần, thoáng khom người. Ảnh thúc thúc. Úc Huyên nhìn thấy vị quỷ tiên này, trên mặt lại nở nụ cười. Phụ thân đã nói qua, nếu trong trai dung chuyển, ảnh thúc thúc tuyệt đối đáng tín nhiệm. Mặc cho thất tiểu thư phân phó, vị quỷ tiên này trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng. Dựa theo tin tức tình báo mới thu được, Bắc Thần Tiên Cung có sự thay đổi, Bắc Thần Tiên Vực sắp đại loạn. Hết lần này tới lần khác, lúc này đoàn người của lão trai chủ gặp phải truy sát. Trong trai tất nhiên ngầm có sự dao động. Không chỉ có vậy, ở ngoài Phong Tuyết Sơn cũng mơ hồ có tung tích của tiên nhân, không biết bọn họ đang tìm hiểu tin tức hay chuẩn bị trực tiếp ra tay. Phụ thân và Phương Khách Khanh còn chưa trở về sao? Úc Huyên lại hỏi một câu. Vẫn chưa. Vị quỷ tiên này vừa định trở lại, thần niệm đảo qua, trên mặt lại thoáng hiện vẻ vui mừng, Phương Khách Khanh trở về rồi. Phong Tuyết Sơn này dường như không bình yên. Phương Tịch khống chế Thổ Đức Kiếm hạ xuống trong Phong Tuyết Sơn. Cung nghênh Phương Khách Khanh, một đám tỷ nữ và thị vệ lập tức hành lễ. Ừ, dẫn ta đi gặp trai chủ. Phương Tịch khoát tay. Sau khi giải quyết xong Phong Lôi Tử, hắn đã di chuyển không ngừng, chạy trở lại Phong Tuyết Sơn. Đương nhiên, hắn lấy tốc độ bình thường của tiên nhân. Nếu hắn vận dụng hư không đạo chủng hình thức ban đầu hoặc chư, Thiên Bảo Giám, tốc độ kia còn có thể tăng nhanh lên rất nhiều, nhưng cũng không có ích lợi gì. Tuy muốn truyền tin tức ở trong Bắc Thần Tiên Vực chỉ cần tiêu hao một vài pháp bảo quý hiếm, còn nhanh hơn tiên nhân chạy đi. Nhưng nếu không có thời gian ấp ủ, Phương Tịch làm sao có thể biết được chuyện sau này Bắc Thần Tiên Cung và Phi Thăng Minh. Bởi vậy, Phương Tịch tính toán thấy đại chiến bên kia chắc hẳn đã có kết quả, mới thản nhiên trở lại Phong Duyên Trai. Đúng vậy, trai chủ đang ở Thưởng Mai Lâu, vẫn mong đại nhân rời bước. Một thị nữ bước qua hành lễ. Phương Tịch nhận ra được, nữ tử này dường như là một tỷ nữ bên cạnh thất tiểu thư. Hắn gật đầu và đi theo sau đối phương, tới đỉnh một tiểu lâu. Úc Huyên mặc áo lông cừu, đang nhìn hoa mai cách đó không xa. Khi nhìn thấy Phương Tịch đi đến, trên mặt nàng mới thoáng lộ vẻ vui mừng, Phương Khách Khanh bình an không sao, quả thật quá tốt rồi, không biết phụ thân ta thế nào. Trước đó, chúng ta gặp phải Phỉ Tiên, các vị đạo hữu chia nhau ra đột phá vòng vây, Phương Mỗ cũng thật vất vả mới thoát khỏi truy binh, tìm kiếm một nơi chữa thương, bây giờ cuối cùng mới trở về. Về phần tình hình của lão trai chủ tiền nhiệm ra sao, ta đều không biết. Phương Tịch lắc đầu. Hắn thật sự không biết tình hình của đám người Úc Tu thế nào, trái lại hỏi, không biết bên Bắc Thần Tiên Cung đã có kết quả chưa? Nhắc tới chuyện này, trên gương mặt Úc Huyên càng thêm cay đắng, thật sự có tin tức truyền đến. Căn cứ theo người tổng phụ trách phân bộ bên kia dùng tâm khiên kính đưa tin, Vạn Tinh Đạo Quân của Bắc Thần Tiên Cung và Thanh Vân Đạo Quân của Phi Thăng Minh đại chiến một trận, hình như rơi xuống hạ phong, thậm chí có tin đồn hắn bị thương không nhẹ, đã lựa chọn rút lui. Bắc Thần Tiên Cung trải qua một trận đánh này, đệ tử môn nhân tử thương nặng nề, lại có rất nhiều tinh thần vệ phản bội, thế lực suy yếu đến cực điểm. Tuy Thanh Vân Đạo Quân không thể giết chết Vạn Tinh Đạo Quân và lựa chọn lùi lại, nhưng Phi Thăng Minh lại lấy cờ hiệu của Thanh Vân Đạo Quân lôi kéo các thế lực ở khắp nơi trong Bắc Thần Tiên Vực, công thành đoạt đất, đã bình định ba nhà ngoan cố ở Bắc Thần Tiên Cung. Phi Thăng Minh này chỉ tiếp nhận tiên nhân Phi Thăng, mỗi người đều đầy oán hận với người địa phương chúng ta, thực sự không dễ ứng phó đâu. Không ngờ tình hình đã tệ tới mức này, Phương Tịch cũng thấy kinh ngạc.
Bây giờ, xem ra hòa bình lâu dài của Bắc Thần Tiên Vực cuối cùng đã bị đánh vỡ. Sau này, chắc hẳn chính là cục diện hai bên mạnh mẽ tranh chấp. Thậm chí, Bắc Thần Tiên Cung còn rơi xuống hạ phong. Vậy một đám thế lực tiên nhân kia không biết sẽ đi đâu. Trên sách cổ có ghi chép về đại chiến tiên vực. Lần gần đây nhất là sau khi Trung Ma Tông hủy diệt, vô số thế lực tu tiên chém giết đẫm máu, hỗn loạn kéo dài hơn 1 triệu năm. Cuối cùng cung chủ Bắc Thần Tiên Cung đời đó Thành Đạo Quân mới tính là hoàn toàn kết thúc. Thời loạn như vậy không phải là điều ta muốn. Chương 1374, tin tức 3. Xem ra, ta chắc hẳn phải suy tính tới vấn đề dọn nhà. Trong lòng Phương Tịch ngẫm nghĩ, hắn chỉ là một khách khanh kiếm cơm ở Phong Duyên Trai, bây giờ cũng sắp nguy hiểm tới nhà mình, hắn đương nhiên có thể rứt áo ra đi. Bắc Thần Tiên Vực từ Nam về Bắc đều quá mức nguy hiểm, cũng chỉ có loại người có chí hướng Thành Đạo Quân mới dốc sức làm. Mặc dù ta có chí ở Đạo Quân nhưng không muốn đi mạo hiểm, có thể cân nhắc tới Cực Nhạc Huyền Giới hoặc Hãn Hải Tiên Giới. Úc Huyên ở phía đối diện không ngờ được khách khanh nhà mình đã bắt đầu cân nhắc tới vấn đề đi ăn máng khác. Lúc này nàng thở dài, lần này tham gia Vạn Tiên Thịnh Hội, gia phụ dẫn đi hơn nửa cao tầng của Phong Duyên Trai. Bây giờ gần như không về được. Chúng ta đang trong thời khắc bấp bênh, vẫn mong Phương tiền bối trấn giữ. Cái này, nếu như có tiên nhân bình thường tới cửa bắt nạt, cứ việc tìm ta. Phương Tịch suy nghĩ, mình ăn cơm trắng nhiều năm như vậy vẫn phải báo đáp đôi chút, hắn lập tức cam kết. Ý này chính là có tiên nhân quá mạnh mẽ ví dụ như Độc Cô Phương thì không cần tìm hắn. Cảm ơn Phương tiền bối. Úc Huyên nhoẻn miệng cười, giống như trăm hoa nở rộ. Đúng lúc này, Phương Tịch nhíu mày, cười nói, Húc Thanh đạo hữu cũng trở về rồi. Xem ra lệnh tôn hơn phân nửa là cát nhân thiên tướng. Một luồng ánh sáng hạ xuống, người đó chính là Húc Thanh. Sắc mặt hắn hơi khó coi, vừa mở miệng đã nói ra tin tức xấu, Trương Đan Sư. Mất rồi. Cái gì? Úc Huyên hoảng sợ biến sắc. Đây chính là luyện đan sư cấp chân tiên duy nhất của Phong Duyên Trai. Thậm chí bởi vì Trương Đan Sư say mê luyện đan, còn không có thân ngoại hóa thân. Trước đây, hắn đi tới Vạn Tiên Thịnh Hội, cũng là để chân thân đi vào, không ngờ thịnh hội trước kia luôn luôn thái bình sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nếu không phải trật tự đại loạn, trong tay đoàn người Phong Duyên Trai lại có tinh thần dịch, chỉ sợ chưa chắc đã trêu chọc đám phỉ tiên lợi hại kia. Chỉ là các loại nhân tố tổng hợp lại, mới dẫn đến Trương Đan Sư chết. Vậy phụ thân ta thì sao? Úc Huyên vội vàng hỏi. Úc Huynh mang theo tinh thần dịch chính là vật thủ lĩnh phỉ tiên nhất định phải lấy được. Hắn không dám quay về Phong Duyên Trai, đã dẫn theo đối phương tới Vạn Tàng Cốc Chu Toàn. Úc Thanh trả lời. Vạn Tàng Cốc chính là tuyệt cảnh của Bắc Thần Tiên Vực, cho dù là tiên nhân cũng có thể bị lạc mất phương hướng. Phương Tịch nghe vậy, trong đôi mắt có ánh sáng lóe lên, nghe nói Úc Tu chắc hẳn cũng tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng trước đây khi đối địch Độc Cô Phương, hóa thân đã chết. Muốn tu luyện thân ngoại hóa thân chung quy cần tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, còn vô cùng phiền phức. Hơn nữa bản tôn vẫn có lực chiến đấu mạnh nhất, bởi vậy bản tôn mới dẫn đội đi tới. Không ngờ lần này lại ngã, ta vẫn phải xem đây là lời cảnh tỉnh. Bất luận thân ngoại hóa thân làm sao, ít nhất bản tôn có thể không cần mạo hiểm thì không mạo hiểm. Tu tiên đắc đạo, quan trọng nhất vẫn là yên ổn. Đêm khuya, bên trong động phủ, Phương Tịch lấy ra bảo vật hư không cướp được từ Phong Lôi Tử. Hắn phất tay đánh ra từng pháp lực màu vàng đất. Phía sau hiện ra ảo ảnh dãy núi. Hắn bắt đầu chế luyện, công phá một cấm chế dày đặc trong đó. Trên thân Phong Lôi Tử có thật sự không ít bảo vật. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là một đôi Phong Lôi Luân. Phong Lôi Luân này không hổ danh là dị bảo tiên gia, có thể thi triển phong lôi hợp độn, trong giây lát đã đi xa 10.000 dặm. Ở trong rất nhiều bảo vật tiên gia, nó cũng có thể cầm cờ đi trước. Nếu không phải chọc tới mình có trình độ hư không vô cùng tinh thâm, Phong Lôi Tử thật ra có thể sống rất tiêu sái. Ừ, sau khi Phương Tiên thành tiên, ta có thể ban vật này cho hắn. Lại gom đủ Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển. Sau đó ban thưởng chữ Na Cha. Phương Tịch xoa cằm, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Bây giờ phỉ tiên bên kia, chắc hẳn còn có chút thủ đoạn. Tuy lúc hắn lấy Nguyên Thần Thiên Tiên giết chết Phong Lôi Tử, trong kiếm thuật của Thái Ất Vô Hình Kiếm còn xen lẫn thất tình kiếm thuật của hóa thân Độc Cô Phương tìm hiểu được trong Thiên Tiên bí cảnh. Bảo đảm cho dù Phong Lôi Tử có hóa thân cũng sẽ chết sạch, nhưng nhiều phỉ tiên nhìn thấy Phong Lôi Tử truy kích Phương Tịch.
Sau đó Phong Lôi Tử ngã xuống, Phương Tịch sống sót trở về Phong Duyên Trai, bọn họ căn bản không cần tìm hiểu kẻ thù là ai. Cũng may bây giờ đám phỉ tiên kia còn đang chơi trò trốn tìm trong Vạn Tàng Cốc với Úc Tu, chắc hẳn không kịp quản ta. Vạn Tàng Cốc chính là tuyệt cảnh của tiên vực, cho dù thiên tiên địa tiên tiến vào trong đó, nhất thời không cẩn thận cũng có thể hoàn toàn bị lạc mất phương hướng. Đồng thời, vội vã như thế vì một giọt tinh thần dịch, xem ra thủ lĩnh phỉ tiên tối đa cũng chỉ là một chân tiên viên mãn. Các bạn đang nghe truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1375, Mạch Nước Ngầm, 1. Phương Tịch tất nhiên sẽ hiểu, Úc Tu không dám trở về. Nếu không chính là mang đến một kẻ địch lớn cho Phong Duyên Trai. Hắn không cảm thấy những người già yếu ở lại trấn giữ bây giờ có thể ngăn cản được một bầy sói đói. Tình hình của Phong Duyên Trai bây giờ quả thật không ổn, trước đây trong trai phát triển tốt, nguyên nhân chính là do Bắc Thần Tiên Vực vẫn tính là ổn định. Bây giờ chiến tranh loạn lạc, người của mỗi bộ phận không phải bị cướp sạch thì có tâm tư khác. Cho dù là tiên nhân trong tổng bộ Phong Tuyết Sơn, chỉ sợ cũng có tâm tư khác. Phương Tịch xúc động nghĩ lại trước đây Úc Tu đối xử với mình không tệ, vừa tới tổng bộ lại được phép xem rất nhiều sách cổ, hắn vẫn nghĩ mình có thể giúp được thì cố gắng giúp một tay. Hy vọng Úc Tu đừng chết. Lão tiểu tử kia còn nợ ta một khoản tiên ngọc chưa trả đấy. Hắn thở hắt ra một hơi, phá giải cấm chết trong bảo vật hư không, thần niệm lại đi tới trong một không gian. Trong tầm mắt hắn có thể nhìn thấy, đầu tiên là từng đống tiên ngọc. Ngoài ra, còn có số lượng lớn hộp ngọc, bình đan dược, thậm chí công văn sách cổ. Ngược lại không nhìn thấy có tang vật gì quá mức rõ ràng. Phong Lôi Tử này thường ngày cũng là một người đứng đắn, đại khái là cơ hội chục nghìn năm khó gặp, lại bị loại bảo vật tinh thần dịch thu hút mới làm phỉ tiên. Phương Tịch lắc đầu và bắt đầu tùy tiện sắp xếp. Trong này thậm chí còn có một lệnh bài đại trận hộ sơn, trên đó có ảo ảnh một dãy núi. Đạo tràng Phong Lôi Sơn của Phong Lôi Tử thật ra là một cơ nghiệp không tệ, thậm chí còn có một tiên mạch. Nhưng bây giờ Bắc Thần Tiên Vực đại loạn, Phương Tịch không muốn lao tâm lao lực qua chiếm lĩnh, chỉ có thể buông tha, cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Quả nhiên trong tiểu thuyết đều gạt người, mày cho ta còn tưởng rằng có thể tìm tới mảnh vỡ đạo khí, bí tịch thần công gì đó. Phương Tịch thở dài và bất chợt hiểu ra, không phải Phong Lôi Tử không có thứ gì tốt, mà ánh mắt của hắn càng lúc càng cao. Đến bây giờ, không nói đạo quân, sợ rằng chỉ có bảo vật hư không đẳng cấp đạo tử mới có khả năng khiến ánh mắt hắn có cảm giác sáng ngời. Vào lúc hắn chuẩn bị nhập định, bên ngoài vang lên giọng nói của Phương Tiên, sư phụ, Hoắc tiên nhân cầu kiến, mời hắn vào. Phương Tịch suy nghĩ, lúc trước mình từng có duyên gặp được vị Hoắc tiên nhân này bản thân mình vài lần. Đây chính là một vị thần tiên không có hy vọng với đại đạo phía trước. Bây giờ đang khuya, hắn đến đây, cũng chẳng biết là vì chuyện gì. Phương đạo hữu. Hoắc tiên nhân mặc một bộ áo bào màu vàng thêu 9 con rồng, đầu đội bình thiên quan, trang phục giống như hoàng đế trong phàm tục. Lúc này, hắn bước nhanh vào và cười ha hả. Tại hạ có một chuyện phú quý chuẩn bị đưa cho đạo hữu, cũng không biết bằng hữu có lòng không. Vẻ mặt Phương Tịch không thay đổi, không biết là phú quý gì. Hoắc tiên nhân thấy vậy, trên mặt không khỏi thoáng hiện vẻ vui mừng, nói, dĩ nhiên là phú quý Phong Duyên Trai này. Thì ra là thế. Phương Tịch hiểu rõ, đạo hữu chuẩn bị đoạt cơ nghiệp của Úc gia, thật sự không dám giấu. Đã có mấy đạo hữu đồng ý, lão phu cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, chỉ là bây giờ tình hình bấp bênh, Úc Tu không ở đây, Phong Duyên Trai thật sự cần người quản lý mà thôi. Hoắc tiên nhân lắc đầu nói cho cùng, vẫn là lợi ích dao động lòng người. Phương Tịch hiểu rõ, hai bên đều là tu tiên nhân luyện không biết bao nhiêu chục nghìn năm, cũng không cần nói quanh co lòng vòng, đáng tiếc. Phú quý này không có cách nào khiến ta động tâm. Sắc mặt Hoắc tiên nhân lập tức thay đổi, cười lạnh nói, nếu vậy, đạo hữu chỉ cần sống chết mặc bay, chúng ta cũng sẽ dâng một phần quà tặng. Xem ra, không chỉ có nội loạn, còn cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Mấy khí tức ngoài Phong Tuyết Sơn kia chính là đồng đảng của các hạ. Phương Tịch không trả lời, trái lại lẩm bẩm. Ngươi không ngờ có thể phát hiện ra hành tung của bọn họ. Hoắc tiên nhân vô cùng khiếp sợ, lần đầu tiên cảm thấy mình tìm đến Phương Tịch ngả bài có thể là một quyết định sai lầm. Mặc dù ta cũng có ý rời đi, nhưng Phong Duyên Trai đối xử với ta không tệ. Ta ăn cơm trắng nhiều năm như vậy,
chung quy không tiện lại đập nổi. Phương Tịch lắc đầu, hư không xung quanh bỗng chốc trở nên mông lung, từng thanh phi kiếm hiện ra. Trong đó có một thanh màu đen trắng, mang theo ý sinh tử, chính là sinh tử phi kiếm. Còn có một thanh tư thần kiếm phóng ra ngoài vô số tử ngọ thần quang, ảnh hưởng tới trật tự thời gian xung quanh. Ngoài ra, một thanh thái ất vô hình kiếm cuối cùng ẩn độn không rõ, cho dù là thần niệm của tiên nhân cũng rất khó nắm bắt được. Tiểu tam kỳ kiếm trận hình thành trong khoảnh khắc. Ánh sáng lóe lên, lại thu Hoắc tiên nhân vào. Từng bóng kiếm xuyên qua linh quang và bảo vật bảo vệ cơ thể người này, trấn áp vị tiên nhân này. Chương 1376, Mạch nước ngầm, 2. Mãi đến lúc này, bên ngoài vẫn lặng lẽ, ngay cả động phủ cũng không hề bị tổn hại. Tiên nhân ra tay thường gây ra thanh thế lớn ảnh hưởng đến 10.000 dặm. Bây giờ ta ở trong một tấc vuông bắt giữ một thần tiên lại là một loại uy năng khác. Chỉ có thể nói hai bên chênh lệch quá xa. Phương Tịch xúc động than một tiếng rồi nói tiếp, tiên nhi, ngươi lại đi bên ngoài mời trai chủ đến đây. Phương Tiên theo lời rời đi. Không bao lâu, hắn đã dẫn Úc Huyên tới. Còn có một vị quỷ tiên đi theo phía sau Úc Huyên. Người đó chính là vị ảnh thúc thúc kia. Úc Huyên bái kiến Phương tiền bối. Úc Huyên hào phóng thi lễ. Lúc trước, tiểu nữ tử nghe nói Hoắc tiền bối đến đây tìm tiền bối, không biết tiền bối ấy ở đâu. Không qua tìm Húc Thanh mà tới tìm ta trước à? Quả nhiên, địa tiên đúng là nổi tiếng hơn nhân tiên. Trong lòng Phương Tịch thầm phỉ nhổ một câu, tiếp theo cười nói, lại ở chỗ này. Sau đó hắn mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy Hoắc tiên nhân bị thu nhỏ lại gấp mấy lần bị hắn nắm trong tay, giống như một con búp bê. Trên thân con búp bê còn cắm ba thanh kiếm nhỏ linh quang trong suốt, là Hoắc Đông Thành. Bóng dáng của quỷ tiên họ ảnh lóe lên, ngăn cản trước mặt Úc Huyên, nhìn Phương Tịch với vẻ mặt khó giấu được sự sợ hãi. Mặc dù Hoắc Đông Thành cũng là quỷ tiên giống hắn, tương lai không có hy vọng thành thần tiên nhưng có bản lĩnh trên phương diện đấu pháp, lại có mấy bảo vật thần đạo hộ thân. Cho dù lão trai chủ muốn bắt lấy đối phương cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, đối phương chỉ ở trong nhà nhỏ, chỉ với thời gian ngắn ngủi đã thành công trấn áp người này. Thần thông pháp lực của hắn quả thật khiến cho người ta phải cân nhắc. Ảnh thúc thúc, nếu Phương tiền bối muốn ra tay, ngươi sẽ không ngăn cản được đâu. Lúc này, Úc Huyên lại cười. Bây giờ trong trai bấp bênh, hiếm có người như Phương tiền bối còn đứng ở chỗ ta, ta thay mặt phụ thân cảm ơn tiền bối. Nàng lại hành lễ với Phương Tịch. Ôi, năm đó lão trai chủ truyền cho ta trường thanh công, lại cho phép ta xem các sách. Thật sự có chút ân tình. Phương Tịch thở dài một tiếng, chỉ là theo lời của người này, phía sau lưng hắn còn có mấy vị tiên nhân. Không biết trai chủ có thể có cách ứng phó. Nếu Úc Huyên không lấy ra cách gì, chỉ định để một mình hắn gánh vác, vậy xin lỗi, Phương Tịch sẽ trực tiếp chạy trốn. Cùng lắm thì hắn tiện tay vớt một người của Úc ra đi, cũng xem như kết thúc duyên phận nhân quả giữa hai bên. Dù sao, người tự giúp mình mới có người trợ giúp. Huyên Nhi suy xét rất lâu, thật ra có vài cách đối phó. Ảnh thúc thúc, thanh thúc thúc, vẫn có tiền bối đều là người đáng tin cậy. Có các vị tiền bối ở đây, bọn đạo trích sẽ không dám làm càn. Ngoài ra, trước phụ thân gặp đi, thật sự đã trao lại nội tình trong trai cho ta. Úc Huyên bỗng nhiên dùng một tay bấm quyết, phía sau lưng mở ra một món bảo vật hư không. Xung quanh bên trong động thiên này đều là dung nham nóng chảy, nhiệt độ cực cao khiến hư không vặn vẹo. Ngoài ra, lại có một vị ma thần màu vàng kim kỳ lạ đứng ở trong nham thạch nóng chảy, trên thân đầy đường vân màu đỏ, hình như đang hấp thu lực lượng của dung nham nóng chảy. Vạn trọng huyền nham, khôi lỗi. Phương Tịch nhận ra được, dung nham chảy xuôi trong động thiên kia không đơn giản. Đó chính là một loại thiên tài địa bảo, mà càng quan trọng hơn vẫn là bức tượng ma thần màu vàng sậm kia. Nó không ngờ là một khôi lỗi. Nó không chỉ là khôi lỗi, hình như còn là khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Không sai, tiền bối mắt sáng như đuốc. Đó chính là một khôi lỗi. Úc Huyên nói, khôi lỗi vạn trọng huyền nham này là do tổ tiên Úc gia ta trả cái giá cực lớn, vượt qua dị vực xa xôi mời đại tông sư khôi lỗi chế tạo ra. Bình thường, chúng ta đặt nó ở trong vạn trọng huyền nham quật bồi dưỡng, một khi ra tay hết sức lực, chỉ sợ thiên tiên cũng khó có thể bắt được trong khoảng thời gian ngắn. Quả nhiên, Úc gia có thể nắm giữ phong duyên trai nhiều năm, phải có nội tình của nó. Phương Tịch gật đầu, tiếp theo hỏi thăm, nhưng để nó chiến đấu với thiên tiên thì sao?
không biết là thiên tiên chân tiên viên mãn hay thiên tiên ngưng tụ hư đài, thậm chí thiên tiên trước chảm đạo. Tuy thiên tiên có tiên phẩm cực cao, nhưng không cùng giai đoạn, lực chiến đấu cũng chênh lệch một trời một vực. Trên mặt Úc Huyên lập tức thoáng hiện vẻ xấu hổ, đều không phải. Chắc hẳn chỉ có thể ngang với Độc Cô Phương thôi. Vậy chính là vừa đột phá thiên tiên, khó trách ta không cảm thấy nguy hiểm. Gì? Trong lòng Phương Tịch thầm phỉ nhổ một câu. Cho dù là vậy, hắn cũng biết chỗ chân quý của loại khôi lỗi này. Năm đó, Úc gia có thể sai người chế tạo. Trong đó tuyệt đối không chỉ bỏ ra rất nhiều bảo vật quý hiếm, còn có ân tình cực lớn. Các bạn đang nghe truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1377, xua đuổi, 1. Mấy ngày sau, mấy vị tiên nhân ngồi xếp bằng ở một chỗ kết giới bên ngoài Phong Tuyết Sơn, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Một tiên nhân có sừng thú đen xì trên đầu mở miệng, bây giờ mãi không liên hệ, sợ rằng lão Hoắc ngã rồi. Long đạo huynh nói không sai, Phong Duyên trai có thể hùng bá nhiều năm như vậy, tất nhiên phải có chút bản lĩnh. Một tiên nhân áo đen khác mở miệng, nếu không, chúng ta đổi mục tiêu. Tiên nhân họ Long không cam lòng, sừng thú trên đầu tản ra từng tia ánh sáng màu đỏ, trong mắt đầy tơ máu. Hắn chính là chủng tộc đặc biệt của chân tiên giới, Long nhân tộc. Tộc này trời sinh am hiểu luyện thể, cho dù bây giờ hắn tiến vào cảnh giới chân tiên, cũng lấy thuật luyện thể xưng hùng. Trong rất nhiều tiên nhân, đấu pháp thuộc dạng không tầm thường, mơ hồ được xem là thủ lĩnh nhỏ trong đoàn thể phỉ tiên này. Bây giờ Bắc Thần Tiên Vực đang bấp bênh, cũng chính là cơ hội của chúng ta. Nếu không chuẩn bị kiếm một khoản lớn, sau này không nói tới chuyện qua tranh mua các loại tài nguyên tinh thần dịch, cho dù muốn tu luyện tới chân tiên viên mãn cũng chỉ là hy vọng xa vời. Tiên nhân họ Long nói, lại chờ 3 ngày nữa, ta sẽ liên hệ với một nội ứng khác đã mai phục trước đó, thăm dò tình hình. Ồ, Long đạo huynh còn có nội ứng à? Ánh mắt một vị tiên nhân khác mặc áo bào đỏ lập tức sáng lên, quả nhiên là mưu tính sâu xa. Chẳng qua là quân cờ hạ trước đó mà thôi. Trước khi bản tọa phát động cấm chế, chỉ sợ bản thân hắn cũng không biết mình chính là nội ứng. Tiên nhân họ Long mỉm cười. Tiên nhân có mạng sống lâu dài. Mà khi hắn bắt đầu có tâm tư này, đã tốn mấy chục nghìn năm để mai phục các nội gian trong ở các thế lực lớn. Đại khái là trước đó nhìn thấy mấy hạt giống, sau đó thi triển cấm chế lại âm thầm đầu tư mà thôi. Tuy hao tổn rất nhiều nhưng chỉ cần có 1-2 người leo lên tới vị trí quan trọng, chính là kiếm được lời lớn. Hắn thi triển cấm chế chính là lấy thần thông đặc biệt của Long nhân tộc làm căn cơ, thủ đoạn tra xét bình thường tuyệt đối không có cách nào phát hiện ra. Lúc này, hắn còn muốn nói gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tầng kết giới bị phá ra, vô số gió lạnh rót vào. Mấy bóng người hiện ra, không ngờ đó là Phương Tịch, Húc Thanh cùng với tiên nhân họ Ảnh và các trai tiên nhân của Phong Duyên. Hóa ra là Long đạo hữu, Xích đạo hữu. Ánh mắt Húc Thanh hơi đảo qua, không khỏi cười lạnh, các vị chiếm giữ ở ngoài tổng bộ của Phong Duyên trai ta không đi, khó tránh khỏi quá mức rồi. Tiên nhân họ Long thầm dùng mình, tiếp theo cười nói, thế nào? Long Sơn ngũ hữu chúng ta ở đây nghỉ ngơi, một lát, cũng phải báo cáo với các ngươi sao? Được rồi, bớt nói nhảm đi. Phương Tịch lắc đầu, tiện tay ném ra một thi thể đại thừa. Tiên nhân họ Long nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi nheo mắt, tu sĩ đại thừa này chính là nội gián hắn mai phục. Chẳng biết tại sao lại bị phát hiện. Lúc này, cho dù các ngươi quay đầu rời đi, không cam lòng, sau này còn có thể sinh sự. Phương Tịch lắc đầu, dù sao cũng phải làm một trận, đúng lúc bắt các ngươi lập uy, chấn áp bọn đạo trích. Ngụ ý chính là muốn xem Long Sơn ngũ hữu làm trái hồng mềm ngắt xuống. Tiên nhân họ Long nghe vậy, trong lòng lập tức giận dữ, quả thật lớn lối, lão phu muốn xem thử, Phong Duyên trai các ngươi có gì tự tin mà dám tới nói như thế. Giao người này cho ta. Phương Tịch khẽ gật đầu, thổ đức kiếm trong tay vung lên. Ảo ảnh vô số dãy núi từ trên cao hạ xuống, mơ hồ tạo thành vạn sơn trận thế, vây khốn tiên nhân họ Long ở trong đó. Lão phu chỉ có thể dựa theo kế hoạch trước đó, miễn cưỡng ngăn chặn một người. Tiên nhân họ Ảnh cười gượng, bỗng nhiên hóa thành vô số bóng đen, đấu với vị tiên nhân áo bào đỏ kia. Húc Thanh lắc đầu, nhìn 3 tiên nhân còn lại trong Long Sơn ngũ hữu. Húc Thanh. 3 vị tiên nhân kia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy rõ sự nghiêm trọng,
ngươi luôn là tâm phúc của trai chủ, xem ra che giấu quá sâu. Ngươi mới là con át chủ bài chân chính. Ta à? Húc Thanh thầm cười gượng, nhưng ngoài mặt vẫn đầy vẻ tự tin. Đúng vậy. Hôm nay, dù sao ba người các ngươi cũng phải để lại một vài thứ, ra tay đi. Hắn còn chưa nói dứt lời, một bức tượng thần ma khủng khiếp lập tức xuất hiện. Nó vừa ra tay đã có xu thế long trời lở đất. Vô số hư không bị nghiền nát, giống như hóa thành dòng chảy loạn cuốn về phía ba vị tiên nhân đối diện. Khôi lỗi tiên gia. Ba vị tiên nhân vô cùng kinh ngạc, cảm giác trong hư không xung quanh có lực pháp tắc không hiểu nổi đang điên cuồng phun ra. Từng dòng dung nham trút xuống, khiến bảo quang hộ thể của bọn họ không ngờ bắt đầu lung lay. Thật mạnh, chỉ sợ khôi lỗi này có thể tương đương với thiên tiên. Trong Phong Duyên Trai còn có con át chủ bài như thế à? Chương 1378, xua đuổi, 2. Một vị tiên nhân lấy ra một lá cờ lớn màu xanh ra sức vung vẩy. Từng tia pháp tắc màu xanh hạ xuống, bỗng nhiên dung hợp và hóa thành từng con giao long màu xanh. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc đến cảnh giới pháp tắc hóa hình, đã là người xuất sắc trong tiên nhân bình thường rồi. Nhưng lúc này, đối mặt với vô số dung nham trong hư không đập xuống, từng con giao long màu xanh kia rên rỉ một tiếng, lại hơn nửa đã bị chôn vùi trong một đòn này. Một trong hai vị tiên nhân bên cạnh lấy ra một món tiên khí trường thương. Một người khác lại lấy ra mấy tấm phù lục, đang chuẩn bị trợ giúp. Húc Thanh lập tức quát khẽ một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh trong tay rung động, vô cùng kiếm khí hóa thành một vòng. Sáng thu hút tiên nhân cầm trường thương. Trong phút chốc, trong không trung có bóng người lóe lên, phù lục trong tay một vị tiên nhân còn lại lập tức sáng lên, một tầng hào quang màu vàng bảo vệ toàn thân. Ở xung quanh màn ánh sáng hiện ra vô số phi nhận, hắn bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Ầm, một bàn tay khổng lồ từ trên cao hạ xuống, vỗ tan vô số phi nhận. Tiên nhân kia lập tức rút lui trăm dặm, nhìn một bóng người phía trước, trong mắt hiện ra vẻ khó tin nổi, là ngươi. Người tới tai to mặt lớn, mày như tằm nằm, vành tai như trâu, tướng mạo phúc hậu lại chất phác. Không ngờ là vị bành bá tiên nhân đã từng tới Phong Duyên Trai tiếp nhận chức vụ, đồng thời vô cùng nổi danh ở Bắc Thần Tiên Vực. Bành bá, ngươi cũng muốn tới nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Các tiên nhân còn sót lại nghe được tiếng động, trong thần niệm nhìn thấy bạn đồng hành thi triển lá cờ màu xanh bị vạn trọng khôi lỗi ép đến tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy thê lương, tức giận quát một tiếng. Bành bá lại cười lạnh đáp lại, cho dù ta cũng tới làm việc xấu, ngươi có thể làm gì? Ngược lại, các ngươi chọc vào lão phu, các ngươi không cần tới cơ nghiệp Long Sơn nữa sao? Hắn làm tiên nhân không dễ chọc ở Bắc Thần Tiên Vực, quan trọng vẫn là một thân độn thuật tốt, cho dù là chân tiên viên mãn cũng chưa chắc có thể bắt được. Tiên nhân này vừa nghe được lời ấy, lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Phong Duyên Trai quả nhiên vẫn có chút nội tình, bành bá tiên nhân này không ngờ là khách khanh che giấu. Phương Tịch tiện tay vung kiếm. Ánh kiếm hóa hình, dung hợp lực pháp tắc thuộc tính thổ và hóa thành từng ngọn núi lớn màu vàng đất ầm ầm hạ xuống. Tiên nhân họ Long kia nổi giận gầm lên một tiếng, phía trên cánh tay hiện ra từng mảnh vảy dày đặc, có từng sợi tơ đỏ lam đan xen lập lòe phát sáng. Lúc này hắn rít gào và vung quyền phải lên, không ngờ đánh nát từng ngọn núi lớn màu vàng đất giữa không trung. Thần lực toàn thân và tu vi thuật luyện thể này quả thật vô cùng kinh người. Tiên nhân họ Long vừa vung vẩy nắm đấm đánh nát từng ngọn thần sơn, thần niệm lại đảo qua chiến trường, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Tạm thời không nói tới bên hắn, một trong năm bằng hữu bị tiên nhân họ Ảnh ngăn chặn không ngờ là người thoạt nhìn có tình hình chiến đấu tốt nhất. Ba huynh đệ còn lại, một người bị vạn trọng khôi lỗi đánh cho tràn ngập nguy cơ, một người miễn cưỡng đánh ngang với Húc Thành. Còn có một người lại bị bành bá tiên nhân đẩy vào thế hạ phong. Phong Duyên Trai quả nhiên lợi hại, còn có thể mời bành bá tới trợ giúp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, phía sau lưng hiện ra một cái đầu rồng kỳ lạ. Đầu rồng này trông dữ tợn, dường như được hình thành bởi các lực pháp tắc khác nhau nhưng dung hợp hoàn mỹ với nhau, con ngươi rồng màu tím lộ ra sự hung ác. Ngươi làm sao có thể hiểu được nội tình của bản trai? Phương Tịch cười nhạt đáp, lại. Thật ra, trước đây nghe Úc Huyên nói có thể mời bành bá tiên nhân tới trợ giúp, hắn cũng khá kinh ngạc. Chỉ có thể nói thế lực lớn chiếm giữ nhiều năm như vậy đều có không ít con át chủ bài. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không đáp ứng ra mặt. Lúc này, hắn nhìn cái đầu rồng kia, ánh mắt lập tức sáng lên, dung hợp pháp tắc à.
Ta nghe nói có rất ít tiên nhân đi theo con đường này bởi vì hợp đạo gian nan. Nhưng nếu có thể hợp đạo thành công, thường khá có lợi đối với tương lai. Phương Tịch cũng biết đôi chút về lợi ích trong đó. Trên đạo quân là đạo tôn. Đạo tôn có thể hoàn toàn khống chế một đại đạo lại do rất nhiều đạo chủng tập trung lại. Bởi vậy lực của đại đạo chính là lấy dung hợp pháp tắc làm nhập môn. Cảnh giới chân tiên có pháp môn có dấu vết dung hợp pháp tắc như thế hoàn toàn không có gì kỳ quái. Nhưng nhập môn rất khó, tu hành cũng rất khó. Phương Tịch trong nghề cũng hiểu, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời về điều này, chỉ ngoan ngoãn làm từng bước. Dù sao phần lớn tiên nhân quá tham vọng, tu luyện dung hợp phép tắc, cuối cùng có khả năng không ngưng tụ ra được một đạo chủng. Các bạn đang nghe truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1379, xua đuổi, 3. Đồng thời, bí thuật của long nhân tộc này quá thô thơ, chỉ sợ dung hợp pháp tắc là nhờ bắt trước bừa. Trong lòng Phương Tịch vừa nghĩ, Thổ Đức kiếm đưa ngang một cái. Từng tầng dãy núi bảo vệ bản thân, lực pháp thuộc tính thổ tắc điên cuồng phun ra. Mặt đất vừa dày vừa nặng, vô cùng am hiểu phòng ngự. Nếu lại phối hợp với lực linh vực lại càng bất phàm, nghịch lân nộ. Tiên nhân họ Long thi triển thuật pháp xong, hư lạnh một tiếng. Đầu rồng phía sau dữ tợn bay ra, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, một gợn sóng đáng sợ xẹt qua Phương Tịch, bí mật mang theo vô số vảy rồng mờ ảo, khiến từng ngọn núi lớn màu vàng đất sụp đổ. Phương Tịch đã chứng kiến qua không ít công pháp thuộc loại sóng âm như vậy. Nhưng loại công kích sóng âm này mang vào pháp tắc hủy diệt, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Hừ, trên mặt tiên nhân họ Long hiện ra vẻ ngạo nghễ. Hắn đã từng dựa vào bí thuật thật vất vả tu luyện ra được này để giết một vị tiên nhân. Lúc này, hắn bị ép phải thi triển, còn có hiệu quả một lần giải quyết xong. Vẻ mặt Phương Tịch lại hơi kỳ lạ. Tay phải hắn án nhẹ vào giữa chân mày, sau đầu hắn hiện ra nguyên thần giống như một mặt trăng sáng. Ở trong có một ngọn núi lớn màu vàng đất, mặt ngoài là từng hỗn nguyên tiên lục đan xen, giống như một món vô phùng thiên y. Từng sóng âm chấn động trên đó lập tức bị hỗn nguyên tiên lục chôn vùi. Quả nhiên, nguyên thần thiên tiên có tác dụng rất kỳ diệu, bí thuật kèm theo thần thức công kích căn bản khó có thể phát huy hiệu quả. Chờ đến sau khi đầu rồng dữ tợn tiêu tan, tiên nhân họ Long nhìn thấy Phương Tịch không bị làm. Sao? Trên mặt lại hiện ra vẻ cực kỳ chấn động, không thể nào. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có tiên nhân có thể không bị thương dưới bí thuật thần thông của mình. Long đạo huynh cứu ta. Mà lúc này, vạn trọng khôi lỗi đánh một quyền hạ xuống, miệng mũi tiên nhân thi triển lá cờ màu xanh cực tràn ra máu, hắn vội vàng kêu cứu. Long Sơn Ngũ Hữu đối mặt với đám người của Phong Duyên Trai, không ngờ lại rơi xuống tình trạng tuyệt đối hạ phong. Thôi thôi, chúng ta chịu thua, rời đi thôi. Vẻ mặt tiên nhân họ Long khó coi, quát. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Các ngươi Phong Duyên Trai xem chúng ta thành nơi nào? Phương Tịch nhẹ nhàng bắn ra Thổ Đức kiếm, giọng điệu lại lạnh lùng nói. Thiên Trọng Sơn, trong không trung, lực pháp tắc thuộc tính thổ cuộn trào mãnh liệt. Thổ Đức kiếm trong tay Phương Tịch phát ra ánh kiếm không sao tả xiết, hóa thành từng dãy núi ầm ầm hạ xuống. Trong vô số dãy núi lại hiện ra một ánh sao, phụt, tiếng rồng ngâm không cam lòng phát ra. Chờ đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống, tiên nhân họ Long đã rời khỏi đó mấy trăm dặm. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống ngực mình, chỉ thấy ở chỗ ngực hắn không ngờ xuất hiện một vết kiếm cạn. Vài miếng vảy rồng vỡ nát rơi xuống, còn dính từng tia máu. Trên một chỗ chiến trường khác, theo trọng quyền của vạn trọng khôi lỗi hạ xuống, món tiên khí lá cờ màu xanh kia rên rỉ một tiếng, không ngờ rạn nứt từng tấc. Vô số cơn lốc màu xanh trộn lẫn với dung nham nóng chảy đã nuốt lấy vị tiên nhân kia. Ầm ầm. Dao động khủng khiếp quét ngang phạm vi mấy vạn dặm, khiến từng vị tiên nhân bất giác ngừng đấu pháp. Lão tứ, tiên nhân họ Long kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng tiên nhân kia hiện ra, chỉ là khí tức có vẻ suy yếu hơn rất nhiều, không sao. Chỉ là vận dụng cơ hội cuối cùng sử dụng bảo vật kia thôi. Cong, Phương Tịch bắn ra Thổ Đức kiếm. Nhìn về phía bên mình, hắn phát hiện tiên nhân họ Ảnh kia bị thương nặng nhất, nhưng vẫn tốt hơn người đối diện rất nhiều. Chuyện hôm nay, Long Sơn Ngũ Hữu ta thua, các ngươi tính thế nào mới chịu bỏ qua? Cái sừng trên đỉnh đầu tiên nhân họ Long biến thành màu đỏ. Hắn lại cố nén giận nói,
Dĩ nhiên là phải. Thêm tiền, không đúng, bồi thường. Phương Tịch cười ha hả, các ngươi đánh tới cửa, không để lại một vài thứ, sao có thể không biết xấu hổ rời đi như vậy chứ? Nếu mở ra thông lệ này sẽ bất lợi cho Phong Duyên trai ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ bên phía đối diện, ngay cả Húc Thanh và Ảnh Tiên Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Phong Duyên trai có vẻ chiếm thượng phong trong trận chiến này, nhưng bọn họ thật sự muốn giết chết cả năm vị tiên nhân đối diện lại gần như không thể làm được. Đến lúc đó, cho dù có một con cá lọt lưới chạy thoát, bọn họ sẽ phải nhận lấy sự trả thù không chết không dừng của đối phương. Điều này có lẽ còn đáng sợ hơn cả lực phá loại của Bành Bá tiên nhân. Phong Duyên trai luôn muốn hòa khí sinh tài, tất nhiên có thể nhịn được thì nhịn. Đương nhiên, nếu như Phương Tịch ra tay hết sức, có thể bảo đảm giữ lại năm người đối diện, thậm chí dẫn tất cả thân ngoại hóa thân cùng giết sạch. Nhưng hắn rõ ràng sẽ không dốc hết sức lực vì Phong Duyên trai. Chương 1380, Giải Hòa, 1. Không chỉ là hắn, cho dù là Bành Bá tiên nhân, Húc Thanh, thậm chí vị Ảnh tiên nhân kia cũng có phần giữ lại, chỉ là mức độ giữ lại cao thấp khác nhau mà thôi. Đối với Phương Tịch, Phong Duyên trai xem như có ơn với hắn, nhưng không tới mức này. Hắn không muốn gây náo động, không bằng để cho Long Sơn Ngũ Hữu đối diện ra chút máu xem như răn đe, chuyện này coi như qua. Rất nhiều thế lực cấp bậc tiên nhân gặp phải loại tình huống này, cơ bản cuối cùng đều giải quyết như vậy. Các ngươi muốn bao nhiêu? Tiên nhân họ Long nói với vẻ mặt khó coi. Vậy phải xem thành ý của các ngươi, ít nhất với thực lực phía bên chúng ta, muốn giữ lại hai người yếu nhất trong các ngươi sẽ không phải là vấn đề lớn. Ánh mắt của Phương Tịch đảo qua một vòng, lại nhìn thẳng vào vị tiên nhân bị Vạn Trọng Khôi Lỗi làm cho thương nặng kia, cười lạnh nói. Vẻ mặt tiên nhân họ Long khó coi. Hắn truyền âm bàn bạc với bốn vị đạo hữu phía sau một lát, lại ném ra một nạp vật phù, chỉ có những thứ này thôi, nhiều hơn thì không có đâu. Nếu các ngươi còn hùng hổ dọa người, cùng lắm thì chúng ta không chết không dừng. Thần thức của Phương Tịch đảo qua, bất chợt lại đánh ra một pháp lực, ném nạp vật phù này cho Ảnh tiên nhân. Ảnh tiên nhân dùng thần niệm đảo qua, hắn cũng trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, có thể. Tài vật trong này đương nhiên kém hơn một hai vị tiên nhân, nhưng đủ để khiến chân tiên đau lòng. Long Sơn Ngũ Hữu bị thua ở đây, chắc hẳn còn có thể trấn áp những người tới sau một thời gian. Núi cao đường xa, sau này còn gặp lại các vị. Phương Tịch tươi cười, ôm quyền nói, hừ, chúng ta đi thôi. Trong tay tiên nhân họ Long có ánh sáng lóe lên, hiện ra một chiếc chiến xa huyền hoàng. Năm vị tiên nhân lên chiến xa này lập tức hóa thành một ánh sáng huyền hoàng, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Hắn cố ý để lộ ra bảo vật này, cũng có ý khoe khoang lá bài tẩy mình, uy hiếp bọn họ. Trai chủ, thế nào? Phương Tịch nhìn về phía Vạn Trọng Khôi Lỗi kia. Có thể giải quyết như vậy là tốt rồi. Từ trên khôi lỗi truyền ra giọng nói như tiếng chim hoàng oanh của Úc Huyên. Rất rõ ràng, nàng cũng không nắm chắc hoàn toàn giữ lại năm vị tiên nhân này, thậm chí giết chết thân ngoại hóa thân do đối phương che giấu, không chừa một tên. Nếu không có cách nào làm được, vậy bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Lần này bản trai xảy ra chuyện, cảm ơn bốn vị tiền bối đã ra tay. Bản trai không lấy một phần nào trong phần bồi thường này. Sau này, bản trai còn có thể gửi quà cảm ơn tới cho từng người. Giọng nói ngọt ngào của Úc Huyên nói tiếp. Úc, chất nữ khách sáo rồi. Ta với phụ thân ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa, sao có thể đứng nhìn người khác bắt nạt ngươi? Bành Bá với vành tai như hạt châu cười nói. Mặc dù hắn nói vậy, Phương Tịch vẫn mở ra nạp vật phù, để từng món một vật phẩm hiện ra trước mặt bốn vị tiên nhân. Trong đó tối đa chính là tiên ngọc trồng chất giống như núi. Ngoài ra, vẫn có năm bình đạo vận đan cùng với hai tiên khí. Trong hai tiên khí này có một món là hình thức phi kiếm bình thường phi, vẫn có một bức tranh thủy mặc. Cuối cùng, chính là một ít khoáng thạch vụn vặt, linh dược, cùng với tạp vật. Ở trong tạp vật còn có một trận đồ thiếu mà hắn nhìn có chút quen mắt. Phương Tịch thoáng tính toán, đã biết giá trị chỗ này tương đương với tất cả tài sản của tiên nhân giống như Húc Thanh. Bành tiên nhân, người tới là khách, mời. Hắn nhìn về phía Bành Bá tiên nhân nói. Nếu vậy, lão phu cũng không khách sáo nữa. Bành Bá tiên nhân giơ bàn tay ra, lại lấy đi năm bình đan dược kia cùng với thanh tiên kiếm, ha ha. Chỉ là tạm thời ra tay một lần lại có thù lao phong phú như vậy, quả thật là kiếm được lời lớn rồi. Húc đạo hữu, Ảnh đạo hữu,
các ngươi chọn trước đi. Phương Tịch nói. Húc Thanh cũng không khách sáo, chọn đi tiên khí tranh thủy mặc kia, tại hạ lấy món tiên khí này là đủ rồi. Khí tức của ảnh tiên nhân yếu ớt, chính là người yếu nhất trong mấy vị tiên nhân này. Ánh mắt hắn nhìn Phương Tịch, lập tức cười gượng, lão phu lại lấy đi những tiên ngọc kia cũng được. Hắn vung tay lên, tiên ngọc giống như núi lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Phương Tịch không nói nhiều, phẩy tay áo một cái, thu những vật linh tinh còn lại. Trận đồ thiếu kia tất nhiên cũng ở trong đó. Năm đó, Thiên Kiếm lão nhân rốt cuộc để lại bao nhiêu trận đồ. Cái này khác với mảnh được đưa ra trên hội đấu giá, nhưng rõ ràng cùng một loại vật phẩm. Phương Tịch tất nhiên biết rất khó tìm hiểu ra được mảnh trận đồ này có gì, cũng không biết Long Sơn Ngũ Hữu là cướp được ở đâu ra. Nhưng vị Huyễn Diệt đạo quân đó rõ ràng thu thập nhiều mảnh trận đồ thiếu, thậm chí từ trong đó tìm hiểu ra được một phần truyền thừa bát môn kiếm trận hoàn chỉnh. Sau đó, truyền thừa này lại rơi vào trong tay Uyên Ly Thiên Tiên, bị mang vào bên trong bí cảnh. Các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.